Dạ, Bắc Minh Sâm ấy. À, Bắc Minh gọi là nổi tiếng khắp Bắc Linh. Chuyên nổi tiếng với đồ gỗ đấy. Bác đặt là 38 tỷ một bộ. 38 tỷ một bộ như này. Thời điểm ngày xưa thì nó không phân biệt là xưa già với xưa non. Thì là bác ấy đặt đặt 4 bộ. 4 bộ. 38 tỷ một bộ mà 4 bộ là bao nhiêu? 44 16 là gần 160 tỷ anh em ạ. Cái hàng bây giờ thì nó giá trị thành giá thành nó thấp xuống tại vì là xưa này bây giờ nhiều nó là cũng là bài toán kinh tế. Nhiều vâng. Người ta đưa vào người ta trồng. À. Người ta đưa vào trồng thì cái giá trị nó hạ xuống. Vâng. Chỉ còn những cái cây xưa già cao tuổi ấy, thì nó vẫn còn giữ được cái giá trị. Vâng. Vẫn 15 20 triệu một cân. Vâng. Thậm chí nó cao hơn. Bây giờ là bây giờ nếu bây giờ thì những cái bộ bây giờ như thế này thì giá bây giờ giao dịch trên thị trường khoảng bao tiền này? Nói giá thì nó vô cùng. Vâng. Hiện tại nhà anh đang giao dịch và bán trong khoảng giá tầm từ 5 tỷ rưỡi đến 6 tỷ rưỡi. Là một bộ. Một bộ là gồm bao món này? Một bộ này gồm 12 món. Nhưng mà em thấy là dòng đỉnh nhà mình làm vẫn là khét. Tất cả hàng đục đẽo này là đều làm bằng tay hết. À. Thế bảo sao đây? Anh em nhìn xem. Kể cả những mà con đục tứ diện luôn. À. Đằng sau này. Đục tứ diện luôn. Mà em để ý rằng em thấy rằng các cái bộ nhà anh vân gỗ là anh đến nhà anh hình như là toàn lựa. Đúng không? Bởi vì em thấy vân rất là đẹp và đều. Bình thường ra em thấy những cái bộ khác ở trên thị trường là toàn trắng phếu. Với đúng lại đúng gỗ rồi. Em thấy ở trên thị trường nó cứ co ngót cong vênh kinh lắm. Thế không hiểu được. Cái hàng nhà anh là đặc biệt là nhà anh có riêng một xưởng để sấy. À tức là mình có gia công, công nghệ sấy luôn. Gia công đầy đủ hết, cả một cái lò sấy một cái nhà dành riêng để chuyên sấy gỗ. À. Tất cả các loại gỗ từ chắc xưa vâng đến các loại thế đều thì phải mang vào sấy hết. Thế thì gỗ nó đảm bảo đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà anh em thấy không ạ? Thế hôm nay thì mình rất là vinh dự khi được anh Hiếu là review quả bộ này gọi là rồng đỉnh 12 món. Rồng đỉnh xưa 12 món. Rồng đỉnh xưa Bắc 12 món anh em mình nhá. Thì anh em thấy sao về bộ bàn ghế này? Và nếu như để cho anh em mình được sở hữu một bộ xưa này thì anh em có thể tưởng tượng xem là cuộc sống của mình sẽ ra sao. Đấy, và mình ngồi ở một chiếc ghế rồng đỉnh này trông giống như là vua luôn anh em. Giống như vua luôn, như một cái ngai luôn đấy anh em. Thế cho nên là tại sao mà rất nhiều người giàu có và có địa vị thì sẽ thích chơi những cái bộ rồng đỉnh. Đấy, người có điều kiện thì chơi những cái bộ gỗ nó quý. Thế còn người bình dân hơn thì chơi những cái bộ gỗ Nam Phi thì giá nó hợp lý đúng không anh? Đấy, như anh Hiếu này, người to con ngồi đây đẹp này, anh em quay này. Đấy, trông nó đẹp. Người em thì nó hơi nhỏ nhỏ, ngồi nó hơi lọt. Nhưng mà nói chung gì lọt nhưng mà vẫn ăn tiền đấy. Chơi bộ này nó chất. Rồi, cảm ơn anh Hiếu nhá. Okay.